đã quay trở lại với kênh Xem Gì Hôm Nay. Các bạn thân mến, các bạn có còn nhớ cái bộ phim Công Viên Kỷ Jura không nhỉ? Mình vẫn nhớ ngày bé mê phim đấy thôi rồi luôn. Bởi vì trong đấy có con khủng long to lớn rồi à. Ăn thịt nói chung là sợ lắm. Ngày hôm nay thì mình cũng sẽ đưa các bạn đến theo dõi những cái sinh vật thời cổ đại ngày xưa. Nói chung là to lớn rồi ăn thịt à. Không gì phải gọi là so sánh như nào nhỉ? À, khủng long vẫn chưa là gì. Bây giờ mà có một con xuất hiện lù lù ở đây có mà dân tình chúng ta chạy mất dép hết. Thôi bây giờ chúng mình sẽ cùng theo dõi nhé. Euphorbia. Đứng đầu trong danh sách này là một loài động vật với cái ngoại hình cực kỳ là đáng sợ, vô cùng nhiều chân và chúng cắn rất là đau, đó chính là con dép. Tuy nhiên thì con dép mà tôi đề cập trong video ngày hôm nay không phải là loài dép mà bạn vẫn thấy ở bình thường. Nó cũng xù xì và nhiều chân như cái loài dép mà chúng ta vẫn hay gặp. Chỉ có điểm khác biệt duy nhất đó là loài sinh vật này nó dài hơn 1 mét lận. Loài dép ngày nay thì chúng săn chim, rơi làm thức ăn, trong khi chúng ta sẽ không thể biết được loài dép khổng lồ là ăn gì. Tuy nhiên, với kích thước cơ thể hoành tráng như thế này thì tôi chắc chắn là có rất nhiều thứ mà sinh vật này có thể là ăn được. Permanoscorpius. Đây có lẽ là loài động vật đáng sợ nhất từng tồn tại. Tên của nó có nghĩa là bọ cạp thở. Loài này được tin là tồn tại vào giai đoạn 330 đến 345 triệu năm trước. Hóa thạch của nó được tìm thấy ở Scotland. Các nhà khoa học tin rằng nó có thể phát triển dài tới 76cm. Thế nhưng may mắn thay là loài này lại không hề nguy hiểm đối với con người chúng ta các bạn ạ. Các nhà khoa học thì tin rằng thức ăn chủ yếu của nó là sinh vật bốn chân và các loài chân khớp. À thế nhưng mà nó có nguy hiểm như thế nào với con người thì cũng không quan trọng nữa đâu, bởi vì nó tuyệt chủng mất rồi mà. Helicobrion. Sinh vật cổ đại này sinh sống trong khoảng 250 đến 310 triệu năm trước. Loài này có hình dáng giống với cá mập, nhưng nó có một cái miệng thật là đáng sợ các bạn ạ. Tôi sẽ mô tả cái miệng của nó ngay bây giờ. Răng của nó thì xếp theo hình xoắn ốc được gọi là bức tường răng. Nó có thể dài tới 4 mét, khiến cho nó trở thành những sinh vật mà bạn không hề muốn đối mặt khi đi lặn. Mà thực ra là chả cần phải tuyên truyền với nó làm gì cả, bởi vì chỉ cần nhìn hình dạng của nó thôi cũng đã đủ khiến bạn phải chết vì đau tim rồi. Enchelodon. Sinh vật tiền sử này có hình dáng rất kỳ lạ. Nó là động vật có vú, có hình dáng của lợn và khẩu phần chính là thịt. Mặc dù nó đứng bằng cả bốn chân và vẫn cao như một người bình thường. Nó là một trong những sinh vật có hình dạng kỳ quái nhất từng tồn tại. Các nhà khoa học tin rằng nó là loài ăn thịt đồng loại. Nếu chúng không tìm được con mồi thì chúng sẽ ăn lẫn nhau. Điều này khiến nó trở nên rất độc đáo một cách tàn độc và càng đáng sợ hơn nữa. Etacopus. Đây là một loài có hình dạng khá đáng sợ, nó trông giống nhện và có cái đuôi giống bọ cạp. Trong nhiều năm, các nhà khoa học tin rằng chúng là tổ tiên của loài nhện hiện đại ngày nay. Khi mà họ tìm được hóa thạch của chúng thì họ đã phải cân nhắc lại ý tưởng ban đầu. Bây giờ họ tin rằng nó không răng tơ, nhưng có sử dụng tơ để bao bọc túi trứng cho đến khi chúng nở. Họ cũng tin là sinh vật này sống dưới đất và đào hang để xây tổ. Smilodon. Loài vật này sống ở châu Mỹ khoảng 2,5 triệu năm trước đây. Nó sống vào thời kỳ kỷ băng hà. Nó là ví dụ điển hình của loài hổ răng kiếm. Nó có một đôi răng nanh trên to và sắc khiến cho nó rất dễ săn và ăn thịt con mồi. Nó có bốn chi cực kỳ phát triển và có thể nặng tới 400kg nhé. Và nó chính là loài mà bạn không hề muốn gặp khi đang đi qua vùng thảo nguyên đâu. Quetzalcoatlus. Đây là sinh vật lớn nhất có thể bay với sải cánh dài tới 12 mét. Kích thước và trọng lượng của loài chim này rất lớn. Không có một loài vật nào cũng có kích thước hay hình dáng cơ thể từ trước tới nay như vậy. Trong số tất cả các đặc điểm bất thường thì cái cổ dài và hẹp của nó chính là điều đặc biệt nhất. Hallucigenia. Giới khoa học quyết định cái tên là Hallucigenia bởi vì loài vật này có hình dáng giống như trong mơ, gần như là không có thật. Hallucination. Nó là một loài giun với chiều dài khoảng 5cm. Đầu của nó không có thụ quan như mũi hay mắt. Nó có tinh hoàn ở hai bên và có ba đôi xúc tu đằng sau tinh hoàn nữa. Titanoboa. Sinh vật đáng sợ này sống trong hang 58 đến 60 triệu năm trước. Nó là loài rắn dài nhất, to nhất và nặng nhất từng được biết đến. Các nhà khoa học thì tin rằng nó có thể dài tới 13 mét và nặng tới 1.133 kg. Nó còn có khả năng nghiền nát
và nuốt cả con cá sấu khổng lồ vào trong miệng hoặc là con rùa. Loài vật này sống ở Nam Mỹ và nếu ngày nay nó còn tồn tại thì có lẽ bây giờ Nam Mỹ sẽ không đông dân cư đến như ngày nay đâu các bạn ạ. Vậy là chúng ta đã vừa điểm qua 9 loài động vật vô cùng đáng sợ đến từ thời tiền sử. Cũng may là nó đã tuyệt chủng hết rồi. Bạn có thấy mừng vì điều đó hay không? Và đừng quên nếu thích video của chúng tôi thì hãy share và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh nhé. Xin chào tạm biệt! Cảm ơn các bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một nút like, share video này và nhấn một nút đăng ký theo dõi kênh để có thể nhận được những video mới nhất. Đừng quên nhấn vào quả chuông này để có thể nhận được các video vào các khung giờ 11 giờ trưa, 5 giờ chiều và 7 giờ tối mỗi ngày nhé. À, đừng quên like cả fanpage trên Facebook của chúng mình là Xin Gì Hôm Nay để có thể nhận được các video mới nhất ở trên đó nữa. Và một món quà dành cho các bạn yêu thích phim điện ảnh hay là công nghệ thì hãy nhấn đăng ký theo dõi kênh Phim Gì Hôm Nay và kênh 7 Ngày Công Nghệ của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.